回キエテ。Rồi ok, xin chào anh em, chào mừng quay trở lại với video tiếp theo về Thánh Phòng Tôm. Và ngày hôm qua thì mình đã có cái video về giới thiệu cho anh em tát thường em nhá. Tát thường của chúng ta lên được cái bảo vật 3 sao và thay đổi được cái Ultimate, kèm theo đó là nâng cái sức mạnh lên rất là nhiều. Và trong cái video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tát V2, tát phiên bản 2 em nhá. Tát phiên bản 2 khác hoàn toàn so với tát phiên bản 1. Do đó là sẽ có cái sức mạnh rất là khủng khiếp và đây sẽ là một cái nhân vật chơi rất là lâu dài cho chúng ta luôn. Và chúng ta sẽ có chi tiết về toàn bộ kỹ năng của nhân vật, kèm theo đó là cái hiệu ứng chiêu thức, kèm theo đó là cái tạo hình, đòn đánh thường và các cái nội tại của nhân vật chúng ta, để mà xem là tát V2 thì có đáng sở hữu nhất hay không. Con arc này thì chắc anh em nhìn rất là quen thuộc rồi, arc của bạn Trần Thanh Luân với in game là Tân Zero ở bên C em nhé. Con arc này thì hiện tại tát V2 của chúng ta đang cực kỳ mạnh, cực kỳ khủng luôn. Tát V2 ở đây thì không biết là hôm qua mình đã bỏ gear ra rồi. Chúng ta vẫn có những cái trang bị nó rất là quen thuộc. Hôm qua như bạn Trần Thanh Luân vào đây đã chỉnh lại cái gear rồi anh em ạ. Rồi, gear bớt của chúng ta. Rồi, ok. Tát V2 của chúng ta thì đây là cái tạo hình. Và cái tát V1 của chúng ta đây. Tát V1 đây nha. Anh em để ý kỹ nha, tát V1 này. Chúng ta có tạo hình tát V2. Đấy. Tát V2 này nhìn có vẻ là tóc nó xoăn khá là nhiều. Và nhìn màu của nó thì có vẻ nhạt hơn, nó không được đậm như màu tóc của tát V1 em ạ. Tát V1 này nhìn nó ok, nhìn nó có vẻ mập mập hơn xíu. Nhưng mà tát V2 thì chúng ta sẽ có được cái thân hình nó khá là mảnh khảnh. Rồi, ở đây thì chúng ta sẽ có được những cái bộ chiêu thức của nhân vật này như thế nào. À, mà nhân vật này thì hiện tại đang sở hữu trong mình một cái trang phục hôm qua mình có giới thiệu cho qua cho anh em. Trang phục này hình như là chúng ta mua ở cái phần giảm giá hay sao ấy. Rồi, với bộ chiêu thức của nhân vật này thì sẽ ra sao và nó sẽ liên kết với những cái nhân vật nào? Trước đó thì mình đã nói cho anh em rất là nhiều lần, đó là những cái nhân vật của chúng ta ra mắt thì nó sẽ có những cái sự liên kết lẫn nhau, chứ không phải là nó sẽ có cái sự rời rạc các bạn. Về bộ kỹ năng của nhân vật này sẽ như thế nào? Đầu tiên đó sẽ là cái đòn đánh thường của nhân vật này. Đòn đánh thường của nhân vật này thì sẽ tấn công một cái mục tiêu và gây 140% tấn công em nhá. Và bản thân nhận được một cái lá chắn hấp thụ sát thương. Cái lá chắn này thì nó sẽ bằng 30% HP của bản thân. Đấy. Lá chắn bằng 30% HP của bản thân. Đánh thường của nhân vật này tạo khiên. Khốn nhỉ. Căng của nó đây anh em ạ. Đánh thường có hiệu ứng luôn. Quá dữ. Tiếp theo chúng ta sẽ có cái chiêu cuối. Chiêu Ultimate của nhân vật này. Hiện tại thì nhân vật này gear của chúng ta vừa nãy thì mình có show cho anh em, đó là cái gear này thì nó vẫn chưa lên được 3 sao ạ. Vẫn chưa lên được 3 sao mà để sở hữu được cái áo choàng dạ đen này của tát V2 này thì không hề đơn giản. Thực sự không hề đơn giản. Tát V1 để mà sở hữu nâng lên được 3 sao của cái áo choàng dạ đen ấy, của cái bảo vật của nó ấy, thì cũng rất là khó khăn rồi. Nhưng mà tát V2 của chúng ta thì nó chắc chắn là sẽ khó khăn gấp bội lần. Với Ultimate của nhân vật này thì sẽ ra sao? Ultimate thì đã tấn công tất cả các kẻ địch bằng 3 cái đòn đánh liên tiếp, gây 150% tấn công. Vĩnh viễn nhận tăng 50% sát thương duy trì DOT. Sát thương duy trì của chúng ta thì nó có cái kiểu viết tắt, đó là DOT em nhé, gọi là đốt ấy. Có 100% cơ hội gây hiệu ứng trường lực lên tất cả các kẻ địch trong vòng một hiệp. Cái hiệu ứng trường lực này là trước khi mà kẻ địch hành động thì sẽ dính cái sát thương duy trì bằng 160% tấn công. Sát thương duy trì nó là cái dạng sát thương dạng kiểu là bị dính độc này, bị dính đốt này. Đấy, những cái hiệu ứng bất lợi của đối phương gây cho chúng ta đây em nhá. Đó thì đấy là cái Ultimate của nhân vật này. Rồi, tấn công tất cả kẻ địch bằng 3 đòn đánh liên tiếp, gây 150% tấn công. Vĩnh viễn nhận tăng 50% sát thương duy trì. Có 100% cơ hội gây hiệu ứng trường lực. Trước khi mà kẻ địch hành động thì sẽ dính cái sát thương duy trì bằng 160% tấn công. Đó. Sát thương duy trì DOT, sát thương độc đốt của chúng ta. Đấy, tí thì chúng ta sẽ xem kỹ Ultimate của nhân vật này để mà xem là cái hiệu ứng đó thì nó sẽ như thế nào nhá. Còn đối với cái nội tại của tát V2 của chúng ta.
nội tại này thì nó khá là nhiều những cái thông tin mà rất là hấp dẫn cho chúng ta anh em ạ. Cực kỳ thơm kèo luôn. Nội tại là sau khi mà hành động thì loại bỏ hết số năng lượng bị chặn bởi cái hiệu ứng hoảng loạn, tối đa một lần một hiệp. Bản thân thì sẽ nhận giảm 30% tất cả các cái sát thương không chí mạng. Sát thương không chí mạng nhá. Những cái sát thương nào mà nó không có chí mạng ấy thì nó sẽ bị giảm đi. Bị giảm đi anh em nhá. Giảm đi đến 30%. 30% luôn. Cứ nói chung là cứ bị chí mạng là bị dính thôi. Những cái sát thương chí mạng là bị dính thôi, còn những cái sát thương khác là không bị dính gì cả. Giảm đến 30%. Và sẽ hấp thụ 50% sát thương duy trì độc đốt các thứ vân vân mà địch nhận phải thành HP cho bản thân. Có nghĩa là cái ultimate của nhân vật này thì nó sẽ gây sát thương duy trì đúng không? Độc đốt các thứ đấy. Ở cái nội tại này thì sẽ hấp thụ 50% sát thương duy trì mà địch nhận phải thành HP cho bản thân. Có nghĩa là bên địch mà nó cứ bị dính độc đốt các cái hiệu ứng duy trì DOT ấy, thì nhân vật này cái nội tại của nó sẽ giúp hồi lại máu. Nhận phải thành HP cho bản thân, hồi lại máu. Đó. Thì đó là cái nội tại của TAT V2 chúng ta. Nói chung là toàn bộ những cái chiêu thức của TAT này thì nó rất là khủng khiếp. Nó đều có những cái hiệu ứng mà gây cực kỳ khó chịu cho đối phương. Và sẽ khiến cho đối phương có thể là bốc hơi. Sẽ khiến cho đối phương có thể là bay mất tích luôn. Thua chúng ta rất là dễ dàng nếu mà ai mà sở hữu được TAT V2 trong cái đội hình. TAT V2 này thì đương nhiên giống như TAT V1, TAT thường của chúng ta. Thì những cái món trang bị chúng ta đương nhiên đây là sát thương rồi. Đây là nhân vật sát thương và đây là đam chính của chúng ta. Do đó là những cái trang bị đương nhiên sẽ phải là những cái trang bị ATK. Những cái trang bị ATK em nhé. Và kèm theo đó là chúng ta sẽ có thêm những cái món trang bị speed để mà giúp nhân vật này có thể là đam trước. Đấy, đam trước các bạn. Đó là trang bị cho TAT V2. Chỉ cần có sát thương là TAT của chúng ta có tất cả. Nó có thể là tiễn đội hình bên địch bay trong vòng 1 ultimate thôi anh em ơi. TAT V2 thì nó cũng giống như TAT thường, đó là thuộc cái hệ tâm linh và thuộc cái phe của hero em nhá. Vai trò thì sẽ tạo trường lực toàn bộ, hồi phục liên tục này, kèm theo đó là xóa bỏ cái năng lượng. Đấy, vừa hồi máu này, vừa xóa năng lượng của bên địch này, vừa tạo cái trường lực này, gây sát thương DOT, sát thương duy trì, độc đốt. Quá khó chịu luôn chứ không phải dạng thường thế nào cả. Còn về duyên của nhân vật này thì hiện tại bản C chúng ta là cũng khá là nhiều rồi đấy, nhưng mà vẫn thiếu. Ở bên trung thì mình nghĩ là chắc là nó cũng đầy đủ rồi. Rồi cái nốt Mark Power của chúng ta. Chúng ta rồi mũi Giro. Ok. Uầy, level 100 và 4 sao luôn. Cái món bảo vật thứ hai của chúng ta lên được 4 sao này. Tát này mà lên được 3 sao ở cái áo choàng dạ đen này nữa thì đúng chấm hết anh em ạ. Nói tóm lại là Tát V2 sẽ là một cái nhân vật có cái sát thương duy trì mạnh nhất game. Mạnh nhất game luôn anh em nhá. Đặc biệt là mình vừa nãy có nói ở đầu video, đó là nhân vật này thì sẽ kết hợp với nhân vật nào thì nó sẽ gây ra cái sát thương khủng khiếp. Và đương nhiên đó chính là Vaccine Man. Đây, Vaccine Man em nhá. Ngoài ra thì Choji cũng sẽ là một cái nhân vật nếu mà có. Hiện tại ở đây Choji thì mình vẫn chưa có trong đội hình, nên vẫn chưa cho vào trong cái đội hình này được để mà test được cái sức mạnh khi mà kết hợp cả ba nhân vật lại với nhau. Đây, nhân vật Choji này hiện tại thì con ác này vẫn chưa có em này. Ở phía dưới đây thì vẫn chưa có cái nhân vật nào có cái sừng đây anh em. Đấy, nhìn như kiểu chúa tể địa ngục ấy. Nhân vật này thì nó sẽ có cái kỹ năng rất là hấp dẫn. À mà mình cũng giới thiệu cho anh em luôn vì sao mà khi kết hợp những cái nhân vật đó lại với nhau. Khi mà kết hợp hai nhân vật đó và cùng với TAT V2 thì nó sẽ gây ra cái sát thương khủng khiếp. Đầu tiên đó là Vaccine Man đã. Vaccine Man thì vì sao mà nó lại kết hợp với TAT V2 nên lại mạnh? Tại vì đơn giản là nó ở cái nội tại. Đâu rồi? Vaccine Man nó mất rồi. Đây rồi. Cái nội tại của nhân vật này thì nó sẽ như thế nào? Nội tại của nhân vật này đây, anh em nhìn có cái từ DOT không ạ? Sát thương duy trì của nó đấy. Nội tại thì khi mà một kẻ địch bị chịu cái sát thương duy trì, ví dụ như là thiêu đốt acid hay là độc các vân vân, thì nó sẽ ngay lập tức kích nổ gây thêm 50% sát thương từ các cái đòn duy trì đó cho toàn bộ phe địch. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là TAT V2 của ta khi mà xả cái chiêu ultimate nhá, thì nhân vật này, thì Vaccine Man này thì sẽ ngay lập tức ấy, kích nổ gây thêm 50% sát thương từ các cái đòn duy trì cho toàn bộ kẻ địch luôn. Đấy, vì sao mà Vaccine Man đi với TAT V2 lại khủng? Ở đây chúng ta có một cái chiêu thức nữa của Choji. Đây, cái nội tại của nhân vật này nó cũng sẽ có cái DOT. Đây, cái DOT của nó anh em nhá. DOT, cái nội tại của nhân vật này thì sẽ ra sao? Sau khi mà bản thân hành động xong thì sẽ hồi lại 30% HP cho bản thân này.
Ngay khi mà có kẻ địch vừa chịu các cái hiệu ứng dạng sát thương duy trì DOT, ví dụ như là độc đốt các thứ vân vân, trường lực vân vân các thứ, thì nó sẽ ngay lập tức kích nổ gây thêm 60% sát thương từ các cái loại đam duy trì, sát thương duy trì đó cho toàn bộ kẻ địch. Đây, cái đội hình thì hiện tại là mình vẫn để cái đội hình nó rất là quen thuộc thôi, chứ còn cho những cái đội hình khác vào thì nó lại bá quá. Vẫn là bi vàng, vẫn là đồng đế và ra đấy, chúng ta có cả thêm môn The Rider nữa, Vaximan và Thánh Tốt Master. Core skill thì mình sẽ ép core skill của đồng đế em nhé. Rồi, ok, nói nhiều thì không bằng đi xem PV đánh nhau. Hiện tại thì ghi ở đây ATK này, ATK này, ATK này, có một món speed này. Speed hiện tại thì đang là 485. 485, ở đây đồng đế là 577. 577, 485, rồi. Tí nữa, đầu tiên là mình sẽ phải, mình sẽ bỏ tạm Vaximan này nhá. Mình sẽ bỏ tạm Vaximan ra, tại vì sao? Tại vì Vaximan thì bây giờ mình sẽ test từng tí một. Mình sẽ test cái bớt đến từ đồng đế, đến từ đồng đế và đến từ Moon Rider, để mà xem tác của chúng ta khi mà có đồng đế, khi mà được bớt bởi đồng đế thì nó sẽ như thế nào nha. Bây giờ thì mình sẽ vào cái ải, mình sẽ vào cái ải mạnh nhất để mà test đam cho anh em. Đầu tiên thì mình sẽ, rồi bây giờ là mình sẽ tính như này. Bây giờ thì mình sẽ x1 đi đã nhỉ. Đầu tiên là mình sẽ test với cái bớt của mình sẽ phải show cho anh em cái hiệu ứng ultimate của Tatsu Maki trước, Tatsu Maki V2 trước. Sau đó thì mình sẽ cho anh em xem là những cái được bớt thì nó sẽ như thế nào nhá. Đầu tiên là chúng ta là được bớt đến từ đồng đế rồi này. Bây giờ thì mình sẽ xả ultimate nha. Xả ultimate của chúng ta để xem kỹ xem là ultimate của Tat V2 này thì nó sẽ ra sao. Tat V2 đâm sỏi rồi. Quá dữ luôn. Rồi, chúng ta sẽ có đòn đánh này. Đấy là ultimate em nha. Chờ xíu thì khi mà chúng ta đánh thường thì tạo khiên đã. Mình sẽ phải đánh thường của Tat V2 đấy anh em ạ. Để xem tạo khiên của Tat V2 thì nó sẽ ra sao đây. Cái đam vừa nãy là đam được bớt bởi đồng đế rồi đấy. Đồng đế mỗi lần hành động thì nó sẽ, ôi, phản đam, ôi rồi. Ôi, thiệt là thú vị. Chúng ta sẽ có bớt thêm đến từ Moon Rider cho Tat này. Chúng ta sẽ có đánh thường đi. Mình sẽ đọt test vào đánh thường này. Đòn đánh thường tạo khiên này. Đấy, tạo khiên cho bản thân này. Chúng ta sẽ có bớt thêm đến từ đồng đế nữa. Đánh thường phát. Tanh tốp đấm là si kinh này lên bảng rồi. Đánh thường đến từ vi vàng. Không sao cả. Ultimate vào ai đây? Ultimate và tanh tốp thì đương nhiên sẽ phải lên bảng rồi. Tiếp theo là chúng ta sẽ có bớt thêm. Mình sẽ bớt thêm vào cho Tat với hai cái loại bớt để mà xem sao nha. Đây là ultimate. Thả nào. Ái rồi ôi ngay anh em ạ. Rồi bỏ qua đi. Hết đam rồi anh em ơi. Test lại một cái trận nữa này. Test lại một cái trận nữa, mình sẽ sâu lại cái ultimate. Cái ultimate của Tat V2. Bớt vào Tat V2. Sau đó đánh thường lấy từ đồng đế bớt thêm. Tat V2 chúng ta sẽ có ultimate này. Sát thương duy trì của Tatsumaki. Rồi, ok. Trường lực. Đồng đế này. Chúng ta sẽ có đánh thường đi từ tanh tốp này. Tiếp tục này. Bi vàng này. Chờ bên kia đánh hết xong thì chúng ta sẽ sâu tiếp tục. Nó có bị lổ hay không? Nổ tiếp. Lổ. Trường lực này. Moon Rider đấm vào đây nào.
Đồng đế này, Unimate của Tát này. Hiệu ứng trường lực. Đấm là chết rồi. Ok. Bây giờ thì đội hình của chúng ta thì sẽ như thế nào đây? Bây giờ thì mình sẽ chỉnh lại một xíu nha. Đội hình bây giờ thì mình sẽ đây, cái line up. Bây giờ bỏ ra kiểu gì nhỉ? Thay thế bằng những cái nhân vật nó cùi mía một xíu nha. 2 3 này. 4 này. Chúng ta sẽ có thêm Vaximan vào đây để mà xem nổ nó sẽ như thế nào. Vaximan vào đây. Đấm coi sao nào. Mong là không có core skill của đồng đế thì nộ của nó đủ. Ba nộ đầu tiên. Chúng ta sẽ có đầy rồi. Đầu tiên là mình sẽ test Ultimate luôn của Tát nhá. Sau đó thì cái nội tại của Vaximan nó sẽ kích hoạt. Đánh thường cái à. Tiếp tục là các cái đòn đánh thường. Kích lỗ. Quá thơm luôn. Anh cóc này. Ấy xa. Trời ơi. Ôi trời ơi. Cái quần què gì nó đang diễn ra ở đây vậy? Sao nó lại lổ thốn thế anh em nhỉ? Có thêm Choji vào đây nữa thì nó không biết như thế nào. Có thêm Choji ở đây nữa thì nó lại là chấm hết anh em ạ. Mình sẽ test lại cái trận này em nhá. Test lại thử nhá. Đánh rất là chậm rãi cho anh em xem luôn. Đầu tiên là chúng ta sẽ có Ultimate đến từ Tát này. Nó lổ thế thì bố thằng nào mà chịu được. Ultimate đến từ Tát nha. Rồi, ok. Tiếp theo là chúng ta sẽ có đòn đánh thường từ Vaximan này. Chúng ta có cái đòn đánh thường tiếp theo. Đánh thường nhanh nào. Anh em phải để ý kỹ nha, nó nổ này. Nó nổ thật là khốn nạn luôn. Nó nổ như thế này thì đúng là chấm hết. Ai chà. Ai chà. Ôi giời. Thật là khoái chí anh em ạ. Quá dữ dội luôn anh em ơi. MPP đến từ Vaximan này. Với cái lượng đam nổ khi mà Tát sử dụng Ultimate với các cái sát thương duy trì được gây ra cho địch. Vaximan sau đó thì nội tại sẽ kích và lổ sát thương. Lổ sát thương những cái địch nào mà bị dính sát thương duy trì. Có trường lực đến từ Tatsuma Kỳ V2. Ôi, nó lổ, tởm thật đấy. Xem mà sướng hết cả con mắt anh em ơi. Vaximan đó là khi mà bắt đầu đối phương hành động thì nó mới bắt đầu lổ anh em ạ. Sau khi mà đối phương hành động thì nó mới lổ. Là khi mà bị dính cái trọng trường của Tát V2 ấy, thì địch bên kia bắt đầu hành động phát. Là bắt đầu là cái nội tại của Vaximan mới kích hoạt và gây lổ đối phương, gây lổ sát thương. Còn đối với khi mà anh em cho Choji vào trong cái đội hình ấy, thì nó sẽ là kiểu dạng Choji có cái nội tại là khi mà đối phương bắt đầu hành động thì nó mới nổ. Còn Vaximan là sau khi mà đối phương hành động. Rồi, thốn nhỉ. Quá đởm luôn anh em ạ. Cho hai anh em này vào cùng với Tát, đội hình của Tát V2 thì đúng là chấm hết. Chấm hết muối luôn. Cái Tát V2 này thì chúng ta sẽ roll bình thường bằng vé đen em nhá. Là một cái nhân vật riêng lập chứ không phải là từ Tát nâng cấp lên. Mà chúng ta sẽ sử dụng vé đen để mà roll như bình thường. Quay như kiểu là quay nhân vật Boros hiện tại ở server Việt Nam chúng ta vậy. Nhân vật độc lập em nhá. Rồi ok, và đó là toàn bộ cái video ngày hôm nay về Tát V2. Sau khi mà anh em xem xong video này thì có suy nghĩ gì về Tát V2, hãy comment phía dưới cho mình nhá. Tạo hình kèm theo đó là kỹ năng và sức mạnh của Tát V2 như thế nào, suy nghĩ như nào, anh em nhớ comment phía dưới giúp mình để chúng ta cùng bàn luận về Tát V2 và hóng đợi Tát V2 ra mắt tại trường Việt Nam chúng ta. Nếu mà còn sai sót gì đó, thiếu sót gì đó hãy comment phía dưới để mình hoàn thiện hơn trong các video tiếp theo nhá. Dịch thì mình dịch theo cái ngôn ngữ tiếng Anh nên sai sót gì hãy comment để mà mình hoàn thiện hơn. Một lần nữa thì rất là cảm ơn bạn Trần Thanh Luân đã hỗ trợ mình crack này và rất là nhiều những cái thông tin khác để mà mình hoàn thiện cái video này nha. Còn bây giờ thì chúc anh em chơi game vui vẻ và hẹn lại anh em vào các video tiếp theo nha.